Xin chào cả nhà. Đây là những cái khúc mắt ngủ bệt công chúa. Mặc hoa Toàn để đầu clip và cuối clip. Một khúc như vậy Toàn chào bán giá 300 ngàn. Thân rất là to. Và chúng ta cứ để tự nhiên thôi. Không can thiệp thuốc men gì hết. Từ từ nó sẽ lên. Toàn không có bảo hành hoa hoặc là hư, và chúng ta cứ để như thế này, nó sẽ tự khắc lên, đó là quy luật tự nhiên, để cho một cái môi trường vườn lan thuần túy thôi. Bệt công chúa, một hoa mặt hoa bệt mũi trắng, năm cánh trắng tinh. Năm cánh trắng, và cái giống này thì cũng không có nhiều trên thị trường. Đó là bệt công chúa. Cả nhà, Toàn có những cây năm cánh trắng Phú Thọ nụ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái nụ này hôm nay có thể đi được rồi nè. Một cây năm cánh trắng Phú Thọ nụ. Đang sưng mầm gốc rồi, mầm gốc đang chuẩn bị lên rồi. Này tầm cỡ 25 xăng, 25 27 xăng. Được hai cái nụ. Cây này Toàn chào bán giá 500 ngàn. Tiếp theo, một cây năm cánh trắng Phú Thọ nụ khác. Nụ cũng to rồi nè. Chúng ta về chúng ta ngắm hoa. Sau khi ngắm hoa xong thì chúng ta có thể làm giống để năm sau chơi tiếp. Cái này nhỏ nhỏ xinh xinh này, trưng bày rất là đẹp nè. Về tháo móc ra, xong rồi trưng bày. Bỏ lên cái không gian sáng sủa. Bỏ một cái dĩa để đựng ít nước ở dưới này. Nó hút nước lên. Thì chúng ta chơi sẽ được rất lâu. Chậu này Toàn chào bán giá 400 ngàn. Chậu số 2, năm cánh trắng Phú Thọ nụ 400 ngàn. Chậu nụ số 3. Chậu này cũng khoảng cỡ 25 xăng. Mầm thì hơi yếu. Được 4 bông hoa. Chậu này Toàn chào bán giá 550. Ở trong có một số chậu nữa kìa. Mình bán hết cái này thì ai hỏi mình sẽ chào ở trong đó. Chiều rồi mà vẫn còn nắng nghiêng. Chậu quá dễ thương luôn cả nhà. Chậu này để dành quay flat thêm được ạ. Thêm lát. Chậu này Toàn chào bán giá 350 ngàn. Quá rẻ luôn. Về chơi hoa. Để bàn chơi. Quý anh chị nào có cái là nhân viên văn phòng, để trong văn phòng ngắm hoa. Đẹp. Bữa nay mùa mầm gốc, đi mầm gốc quá trời luôn. Ok, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Xinh quá. Xin chào. Chào cả nhà. Bây giờ là 5 giờ và khu vườn vẫn có rất là nhiều nắng nghiêng này cả nhà. Những cây có nắng nghiêng, có nhiều ánh sáng thì sẽ sinh trưởng rất là tốt. Chúng ta nghiên cứu làm sao lấy được hết tất cả các nắng nghiêng, nắng buổi sáng và nắng buổi chiều. Và tăng độ ẩm của khu vườn. Chắc chắn rằng đó là một lợi thế cho những cây lan của chúng ta.
Nếu như cái vườn của chúng ta nằm ở dưới đất nữa thì tuyệt vời, nó sẽ điều hòa được cái lượng lượng nhiệt của ban ngày và ban đêm, độ ẩm cũng được điều hòa hơn.